Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày tháng 8 và chiếc màn ảnh nhỏ quý vị đây thì là chúng tôi vừa lên xong một chiếc kệ tivi của khách hàng là anh Đại An ở tại Sông Lô Vĩnh Phúc. Thì trước khi hoàn thiện nốt những khâu cuối cho anh thì tôi quay lại video clip gửi lại cho anh xem lại cái sản phẩm của mình anh đã đặt chúng tôi. Chiếc kệ tivi này là có kích thước là dài 2m6, mẫu cột nho. Toàn bộ hàng là khung cánh dày cũng như là ván liền. Thì đây trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể đây. Thì tôi có quay lại gửi cho anh cũng như là giới thiệu đến quý vị khách hàng. Hiện tại thì sản phẩm chúng tôi đã phun một nước sơn lót rồi quý vị nhé. Đây là cái màu nguyên mộc của sản phẩm thôi, cái màu nguyên của vân gỗ hương đá thôi. Thì chúng tôi đã đánh cái giáp và sơn lót để chuẩn bị để vào những cái bước cuối cùng là sơn VU. Đây toàn bộ đường nét chi tiết đây quý vị thấy đây. Hàng thì cũng cực kỳ là dày dặn và sắc nét. Toàn bộ phần khung cánh của tôi là dày 4 phân. Ván cánh dày 2 phân rưỡi và đục cực kỳ là sâu. Đục cực kỳ là sâu quý vị nhá. Đục rất là sâu. Những cái cánh này hiện tại thì chúng tôi mới chỉ để tạm đây, chúng tôi chưa lắp hoàn thiện hết. Gá tạm mà để quay để gửi cho anh xem mọi cái sản phẩm của mình. Đây. Tôi lia máy toàn bộ xung quanh để cho anh Đại An anh có thể xem được. Thì toàn bộ phần ván này, ván liền và vân gỗ hương đá hoàn toàn tự nhiên. Vân gỗ rất là đẹp cũng như là hàng dày dặn sắc nét. Phần chân kệ là chân yếm hoa hồng, bệ hoa hồng. Bốn cánh là đục tứ quý tùng trúc cúc mai rất là sâu, như là bốn bức tranh luôn quý vị nhá. Ta khi sử dụng chiếc kệ này thì coi như là dùng bốn bức tranh trang trí trong nhà luôn. Chiếc kệ này thì là kích thước là dài 2m6, rất là dài. Những chiếc kệ thông thường tôi hay giới thiệu với khách là chỉ có dài 2m4 thôi. Chiếc này 2m6 này chúng tôi làm thêm hai cái ô đồng tiền này. Đấy, chiếc kệ có kích thước dài ra. Và chiều cao thì là 83 đến 85. Đó, ngăn kéo là ngăn kéo quả dưa con sóc nhé. Chờ một chút, tôi chưa hoàn thiện nên là khi hoàn thiện vào thì tôi sẽ chỉnh lại. Đây chúng tôi chỉ mới gá tạm đây thôi. Kit. Đó, đây là cái đầu hồi đốc. Hàng rất là đẹp, vân gỗ rất là đẹp. Vân gỗ hương cực kỳ là giá trị. Cột là cột nho con sóc quý vị nha, cột nho con sóc cột 12. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây phía bên trong này, xưởng chúng tôi phía bên trong này. Đây là những ngày tháng 8 và đây là chiếc kệ tivi của anh Đại An tại Sông Lô Vĩnh Phúc. Đó, quý vị quan tâm thì có thể tham khảo trực tiếp với số điện thoại trên màn hình kia. Đó, xin chào mọi người nhé và hẹn mọi người trong những video clip khác. Mọi người mà quan tâm những sản phẩm thì có thể bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được những clip và giới thiệu sản phẩm khác chúng tôi. Xin chào mọi người.